xin chào các anh chị nha. Rất là vui khi gặp lại anh chị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ về vải mai thảm và vải đế mai thảm. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi em là mai thảm thì mai vải gì và sử dụng vải đế là vải gì. Do là dạo này em bận quá, em cũng không có thời gian mà để trả lời trên bình luận của anh chị nha. Thì bây giờ em làm cái video này để em chia sẻ với anh chị. Thì em mai thảm em sử dụng rất là nhiều loại vải luôn, vải lộn xộn, vải này em cũng sử dụng được hết. Nhưng là cũng có những cái loại vải dày, vải mỏng. Mà em thấy mai thảm thì mình nên sử dụng những cái loại vải mà như là vải mè, vải là hơi dày một chút đó anh chị, co giãn ít. Chúng ta xếp ly nó sẽ rất là dễ luôn, và nó cũng rất là đứng cái thảm nữa, như vải vàng này thì nó hơi mỏng, một xíu, nhưng mà em đều sử dụng được hết. Đây là cái góc nhỏ mà mai thảm của em đó. Thì em thì cũng chưa có bán vải cho ai hay là chưa bán thảm cho ai hết ở trên mạng hết. Em chỉ mai vì cái đam mê nhỏ của em thôi. Lúc rảnh rảnh thì em mai để đăng IT vậy thôi. Đây là cái vải này nó hơi có lỗ nè anh chị. Em nghĩ chắc là nó là cái vải mè. Em nói vậy thôi chứ em cũng không có rành về vải nữa. Mà em cảm thấy là cái vải như này thì mai nó rất là êm luôn á. Nó đứng cái thảm đẹp lắm. Thì nếu anh chị muốn mua vải á, thì mình ở trên IT anh chị cũng có nhiều chị bán vải đó. Anh chị cứ bấm vô là cách mai thảm lau chân thì cũng có chị băng tâm chị bán vải đó, chị bán rất là rẻ luôn nha. Vải đế, vải may, vải gì cũng có hết. Vải mè, vải khô tông, vải nỉ em sử dụng được hết nha. Còn đây là vải đế, vải đế mai thảm. Đây bề mặt nó là như là lưới tổ ong nha anh chị. Ở dưới nó sẽ láng. Đây nó cũng hơi dày, cho nên mình mai thảm rất là dễ luôn. Thì những chị nào mà mình mới tập mai thảm á, nếu mình mai ở nhà mình sử dụng thì mình có thể sử dụng những cái quần rin cũ hoặc là áo rin cũ hoặc là kaki á, để mình làm đế thảm cũng rất là êm. Còn đây là lưới dày nha anh chị. Nếu như mà mình mai bán thì mình nên mua những cái vải đế như thế này, mình mai cũng rất là lợi luôn. Đây là gia tài vải của em, nó cũng khá là nhiều màu. Em thấy em mua vải cũng rất là nhiều chỗ luôn nha, em không cố định một chỗ nào hết. Số mà vải màu mà em mua, số màu em thường hay may những cái màu sáng thôi nha anh chị. Màu sáng thì nhiều, em thích màu nó tươi một chút, và chút tâm sự cùng anh chị về cái vải mai thảm và đế. Dạo này công việc của em cũng hơi buồn quá, em không có trả lời bình luận của từng người. Thì em chia sẻ video này hy vọng là các chị sẽ nắm bắt được nha. Ai mà muốn chưa hiểu thì có thể vào kết bạn Zalo với em. Em sẽ để số điện thoại bên phần mô tả nha. Chị cứ vào đó và kết bạn với em. Chúc chia sẻ cùng anh chị tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại nha.